Hello, xin chào mọi người. Thì nay mình sẽ đổi góc xíu. Thì đây là góc mình hay ngồi ăn sáng uống cà phê. Nói chung là đang ngồi thì nhận được đôi giày thì mình cũng muốn review sơ sơ cho các bạn xem. Thì đây là đôi giày nó cũng không phải là đặc biệt lắm, nhưng mà cái phối màu này mình nghĩ là tất cả mọi người sẽ thích, bởi vì nó đơn giản hơn. Thì các bạn biết đó, Nike thì sẽ có một cái dòng gọi là Air Max. Và Air Max mà thường mình hay làm nhất vẫn là Air Max 1. Thì đây, cái bóc bình thường nó sẽ là bóc trắng, các bạn thấy nè, bóc giấy màu trắng, có Nike Swoosh một giấy màu đỏ chứ, có Nike Swoosh màu trắng nè, đó thì nó sẽ như vậy. Các bạn sẽ có cái bóc tác ở đây, đó, thêm tác ở đây, và các bạn sẽ mở hộp như thế này. Trong cái hộp thì sẽ có một cái tag rim, tại vì cái này mình mua ở thị trường hàng, đó thì các bạn cứ mở ra và có phần giấy gói như thế này. Cái đôi này á, nó đặc biệt cái chỗ là nó sẽ có phần đế đặc biệt, để mình lấy các bạn xem. Đó, đây là đôi Crepe. Thì đây là đôi em mắc một Crepe. Thì đây, cái đôi này thì mình thấy là cũng khá là ok. Nếu như bạn nào mà cảm giác là thích những cái màu mà nó kiểu nó chậm chậm xíu, và nó mang nó kiểu cảm giác nó hài hòa với lại môi trường, với thiên nhiên, thì các bạn nên lấy cái màu này. Tại vì cái màu này á, đây cận cảnh ha, thì đây là dòng em mắc một, một trong những cái dòng mà gọi là có niên đại rất là nhiều, và ai cũng thích cái form của nó. Bởi vì các bạn nhìn nè, đây là một cái form mà nó liền mạch từ phần đế giày, đế giữa, đế trên, phần trên nè, tất cả đều liền mạch, nó không có tạo cảm giác là nó quá kiểu nổi bật. Nó có cái gì đó nó khá là cũ kỹ của ngày xưa. Ví dụ như là những cái form của nó, những cái chi tiết của nó. Nhưng mà nhờ vậy á, nó lại phù hợp với lại hiện đại bây giờ, nó ngộ vậy đó. Thì tổng thể thì các bạn sẽ có một cái đôi giày mà cái màu của nó sẽ là một màu xám lông chuột. Mình có giới thiệu cho các bạn mua đôi này á, thì bạn nó nói là muốn một đôi giày nào đó nó chầm, nó vừa vừa thôi, nó không quá nổi bật, nhưng mà đừng có bị héo úa quá. Thì mình mới giới thiệu thử đôi này, thì bạn rất là thích. Cho các bạn một cái phần đế đặc biệt là đế Crepe, có nghĩa là một cái phần đế bằng như thế này, và nó có những cái mảng sần sừ giống như là những cái bánh Crepe vậy đó. Nó màu là màu rum nha, chất liệu là rum. Và trước đó em mắc một nó không có cái đế này. Cái đế của nó là đế hình những cái hình khối, và ở đây nó sẽ có ghi hàng chữ Air Max. Thì bạn nào mà hay mang Air Max thì các bạn sẽ biết. Mình sẽ cố gắng để cái hình ở đây cho các bạn dễ tưởng tượng hơn. Và sau này cái dòng đế Crepe này ra thì cũng có một số người thích nó, và một số có màu sau thì họ dùng cái đế Crepe này luôn. Các bạn sẽ có một phần trên là toàn bộ là sẽ những là những cái đôi giày Air Max ha. Một phần trên nó sử dụng chất liệu da lộn. Da lộn này rất là xịn, và khi các bạn sờ vào các bạn sẽ cảm giác được cái độ mịn và cái độ lông lông của nó khá là thú vị. Cái màu của nó sẽ là màu xám lông chuột, và nó sẽ hơi đậm một tí. Nó đậm giống như màu mấy cục đá than vậy đó. Nó tạo cảm giác chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng mà nó sẽ là hài hòa hơn khi các bạn mặc được những cái outfit nào trên người. Ví dụ như những cái quần khaki nè, những cái quần đen nè, những cái chiếc áo trắng nè, hoặc là những chiếc áo vintage nè, các bạn mặc rất là thoải mái. Dấu suit của bạn sẽ là một chiếc suit bằng da nha, da trơn, cái loại giống như Temple Leather, nó màu xám tro. Nó sẽ hòa chung với phần màu của cổ giày đó. Cổ giày thì trong này sẽ bọc lại bằng đệm, và ở ngoài bọc sẽ bằng vải. Chúng ta sẽ có được cái phần Storebox là cái điểm quan trọng, bởi vì đôi giày này sử dụng là liệu vải vải mesh mà dạng mesh mịn luôn á, nên là khi các bạn sờ vào
các bạn bóp vào các bạn đi á, nó sẽ không có bị gãy mũi và nó tạo các bạn một cảm giác thoải mái hơn ở phần mũi dày các bạn. Rồi thì nói về xung quanh thì chúng ta cũng sẽ y như vậy ha, một cái dấu sút kéo dài từ phần gót sâu nè, nè đó, kéo dài lên trên. Cái sút của những đôi Air Max 1 á thì nó sẽ theo hình ngang, bình thường là một cái sút dày móc lên đúng không, nhưng mà sút Air Max 1 á là nó sẽ có một cái độ vuông nhất định, nó đâm thẳng về phía sau đó. Và phần này các bạn sẽ thấy là ở đây sẽ có Nike này, E này, được thêu rất là kỹ, rất là đẹp. Thường các bạn nào mà muốn check những đôi Air Max thì các bạn nên lưu ý một số cái chi tiết, ví dụ như dấu sút nè, nó có đúng là thẳng chưa, nó có vô được cái form với vị trí chưa. Cái thứ hai là phần Stowbox nè, cái mũi nó như thế nào, nó có bị méo quá hay bị nhọn quá hay không. Rồi cái nữa là cái phần gót nó phải vô form ha. Nói chung mấy đôi Air Max thì các bạn sẽ check những cái chi tiết của nó kỹ hơn, tại vì mấy đôi này thường thì nó sẽ khó check hơn, nên là các bạn phải kỹ xíu. Lưỡi gà thì nó sẽ không có cao, nó vừa thôi. Chất liệu nó sẽ bằng vải và bên trong thì có một cái lớp đệm xốp nhẹ thôi. Phía trên sẽ là Nike Air Max ha, một cái tag hòa chung cái màu lông chuột luôn. Nên là cái phối màu này thì mình khuyên các bạn là nên mang cái outfit mà kiểu nó thoải mái xíu, ví dụ như là những chiếc quần ống rộng nè, quần khaki nè. Phía trên thì mình đang offer các bạn là những chiếc áo đen, áo màu cùng tông, ví dụ như tông xám nhà cũng được, mà những cái màu trắng ngà, những cái màu trắng bình thường. Nói chung là các bạn đừng có mặc những cái loại áo mà nó nghịch màu, ví dụ như đỏ hoặc xanh lá cây thì nó sẽ tạo nên một cảm giác thì nó phản lại cái màu dưới, tại vì tông dưới là đang là tông trầm, nên các bạn chỉ cần mặc ở trên nó đơn giản xíu là thoải mái rồi. Và lưu ý là đừng có mặc quần skinny, những cái quần bó chân á, thì tại vì cái đôi này cái shape nó rất là to, các bạn thấy nè, đây là cái bàn tay của mình. Và khi mà để vào đôi giày này chỉ có 8.5 thôi mà nó rất là to. Thường cái tay của mình sẽ khi mà để những cái đôi giày bình thường á, nó sẽ chiếm một cái phần hơn nữa của đôi giày luôn, nhưng mà đôi này mình chỉ chiếm được 1/3 thôi, cho nên là cái shape đôi này căn bản là nó sẽ hơi to một tí. Cái đế của nó là giúp các bạn tăng chiều cao lên được khoảng 5-6 cm ha. Cái đế này nè rất là cao, cái chân của bạn nằm trên này nè đó, cho nên là tăng lên rất là cao. Nên là bạn nào đang muốn có một đôi giày mà cải thiện được chiều cao á, thì mấy đôi Air Max 1 này cũng khá là thú vị đó. Những ai mà đang băn khoăn về màu sắc á, thì mình nghĩ cái màu này nó sẽ giúp các bạn được nhiều hơn. Nó cũng hơi đặc biệt một tí, là có chất liệu tốt nè, một cái đế tốt nè, cái màu nó cũng khá là hiện đại, nên là nó phù hợp với tất cả các bạn đó. Những ai mà đang kiểu không biết mình nên mua màu gì á, thì đây cũng sẽ là một những cái upper rất là tốt ha. Với lại giá thành của nó bây giờ cũng đang khá là nhẹ, nên các bạn có thể chuẩn bị trước rồi sau đó tậu nó về thì mình nghĩ nó ok đó. Và rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thì đừng quên mình đang có cũng như một fanpage cũng Instagram đây, thì mình sẽ update rất là nhiều những mẫu giày mới, và khi nào có thì mình sẽ làm thêm cho các bạn. Có một số đôi về nhanh và phải ship cho các bạn khách liền á, nên là mình không có kịp làm review. Thì bạn nào thích thì đôi nào á thì cứ gửi hình qua cho mình thì mình sẽ tư vấn các bạn sẽ dễ hơn ha. Giá là sai chạc mọi thứ, màu sắc nữa, các bạn chỉ cần nhắn cho mình là được. Các bạn ơi nhắn vào fanpage, mình có để ở phần miêu tả, các bạn cứ nhắn vào ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.